ai xóa hộ em chị ở sau với được không ạ? Em cảm ơn nhiều lắm luôn ạ. Đấy, xóa chị kia giúp bạn rồi đấy. Cơ mà bạn vào nhà vệ sinh nam để làm gì thế? Cao tuổi rồi, những cái trường hợp này nếu con gái chúng tôi như thế thì chúng tôi cho nó đến nơi đến chốn ngay, cho nó nằm bê xe lết ngoài đường ngay. À, thì ra mày chọn cái chết. Nhờ các anh xóa anh phía sau giúp em với ạ, em cảm ơn. Này thì xóa bố này. Các cao nhân ghép cho em vào cảnh nào ngầu một chút được không? Đấy, muốn ngầu thì nhảy vào bồn cầu cho ngầu nhá. Có vẻ bạn này vừa bị té trong khi chơi trò lướt ván. Giúp bạn lên võ đài đánh nhau luôn đấy. Giờ thì chuyển sang bộ môn đá bóng nhá. Tiếp theo là bộ môn mạo hiểm đi trên dây. Trời ơi, chưa? Ghê chưa? À đâu, bạn này biết cả lượt sóng luôn kìa. Cơ mà tấm ván lượt sóng này có vẻ quen quen nhỉ. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Công trình lâu đài cát của hai em bé này đã bị thanh niên mặc áo đen phá hoại. Nhờ mọi người ghép hộ mình đang chiến đấu với ạ, cảm ơn. À đâu, cười cả người sắt luôn kìa. Đấy, tặng cho anh một đối thủ xứng tâm đấy. Xin giới thiệu với anh em, đây là siêu nhân chui nhà. Giúp anh đóng phim Tây Du Ký luôn đấy. Cái nào nó bởi mày đấy tao? Thì mẹ mày, lớp 1 đến lớp 5 tao còn chưa sợ. Cái gì cái đau buổi lớp 7 như mày? À thế à? À thế làm sao mà à? Dạo này mưa gió nhiều lắm, tặng cho anh cả du đấy. Xin giới thiệu với anh em, đây là Master Z trong game Liên Minh Huyền Thoại. Các anh có ý tưởng gì không ạ? Bác nào có lòng hảo tâm giúp em có tấm ảnh được làm avatar với ạ? Hích. What the hell? Khó khăn lắm mới gặp được cảnh sát giao thông. Tránh thủ tao dạng chụp ảnh để làm avatar nha. Có ai giúp em rửa xe không ạ? À? Đi vội quên cả không rửa xe. Ai giúp em với ạ? À? Em có file gốc luôn ạ. Thờ rửa xe đi vắng rồi, mình gọi thờ sơn xe đến sơn lại xe giúp bạn rồi đấy. Đổi cho bạn chiếc xe tăng cho ngầu nhá. Cái này đẹp thế. Nhờ các cao nhân xóa bạn bên phải giúp em với ạ, em cảm ơn. Ơ, bạn cầm gầy làm gì thế? Úi, chạy nhanh ra cứu người kìa. Đâu, có bạn nào ở bên phải đâu nhỉ? Thank you.
mấy bác tư vấn dùm em cài hình xăm để đi làm giang hồ với ạ. Mày đừng có giang hồ. Ơ, đây hình như là áo ngực của con gái phải không anh em? Mọi người giúp em làm trắng da với môi đỏ được không? Em sắp theo chồng rồi ạ. Trắng như thế này được chưa bạn ơi? Đấy, tặng cho bạn cái ảnh thẻ đấy. Cái này đẹp thế. Bạn này bị trốn nhiều quá, dần tím người rồi kìa. Nhờ các anh chỉnh cho em gầy hơn được không? Vã cờ. Ảnh này mà đem đi lừa tình thì khỏi thằng bị mắc lừa đấy. Tiền Việt không có, bạn dùng tạm tiền âm phủ nha. Mọi người ghép thêm cái gì đáng sợ một chút để hợp với biểu cảm của em được không? Vâng, có vẻ như ông kia đang cho chị này xem một thứ gì đấy rất là đáng sợ. Cả nhà ơi, ai biết chỉnh sửa ảnh xóa giúp em mấy cái xe máy với ạ, em cảm ơn ạ. Đâu, có ai chạy xe máy đâu nhỉ? Người ta cười khủng long cơ mà. Đấy, xóa hết xe máy theo yêu cầu rồi nhá. Nhờ các anh ghép cho em ngồi giữa vườn hoa với ạ, em cảm ơn trước. Vườn hoa thì không có, tặng cho bạn hái bông hoa đấy.